Xin chào anh em ơi, trước mặt anh em là một cái đèn bắt muỗi mà mình đặt ở trong cái kho nhà mình đây anh em. Đấy, ở trong này thì nó có khá là nhiều muỗi nên mình đặt trong này một cái. Đây là đèn bắt muỗi dạng đông anh em nhé, hàng chuẩn xịn chính hãng, cực kỳ hiệu quả anh em. Bây giờ mình sẽ show cho anh em là ở bên trong xem nó bắt được nhiều chưa anh em nhé. Mình sẽ dùng cam soi qua cái lỗ của cái khay chứa muỗi này vào bên trong để mình xem là nó bắt được nhiều chưa anh em nhé. Rồi, úi dồi ôi, nhiều dã man chưa nhá. Đấy, đấy, xoay ở cái nửa bên kia là nó được rất là nhiều bậu bên trong này. Đấy, đèn vẫn đang hoạt động, những con muỗi nó sẽ không bay được ra ngoài khi mà đèn nó hoạt động. Mà kể cả khi mà tắt đèn ấy, những cái con muỗi này thì nó sẽ bay được ra rất ít anh em nhé. Vì nó có cái hom chặn muỗi, anh em có thể thấy cái hom chặn muỗi này, đấy, cái rổ chặn muỗi nó sẽ giữ các con muỗi ở bên trong lại. Thi thoảng một hai con nó bay được qua cái lỗ này nên ra được ngoài này. Còn bình thường là những con muỗi nó sẽ bị giữ lại hết bên trong này, nhìn nổi hết da gà luôn anh em, quá nhiều luôn. Muỗi bị giữ xung quanh thành của cái khay chứa muỗi và dưới đáy khay chứa muỗi này anh em, quá dã man luôn. Đây là vừa mới bắt được xong nên là nó vẫn còn sống, nó bò mà và nó chạy, nó bay trong ngày anh em nhé. Bình thường là mà để khoảng 24 giờ sau là nó sẽ chết sạch, không còn một con nào. Chỉ còn lác đác một vài con là trâu lắm thì còn sống rồi, còn đâu thường sau 24 giờ là tự chết anh em nhé. Sau khi anh em mà bẫy xong cái đèn này thì anh em cứ để lại vào trong cái hộp, đậy nắp lại, không bao giờ con nào ra được. Không anh em cứ cắm cho em mình liền một tuần, cắm cả ngày lẫn đêm, cắm một tuần liền anh em, vào những cái vị trí nào mà nhiều muỗi. Một tuần sau anh em sẽ đổ ra. Một tuần sau thì anh em sẽ đổ ra vào cái buổi chiều anh em, tầm khoảng 3-4 giờ chiều này anh em đổ ra. Thì lúc đấy nó sẽ không có con nào anh em, bởi vì muỗi nó sẽ bắt được qua đêm rồi. Nếu mà anh em đổ buổi sáng thì nó vừa mới qua đêm xong thì vẫn còn nhiều con còn sống. Anh em chỉ cần để đến tầm 3-4 giờ chiều là không có con nào nữa anh em, chỉ còn lác đác vài con còn sống nữa. Lúc đấy anh em đổ ra là ok nhất anh em nhé. Cực kỳ nhiều muỗi trong này. Đấy, anh em chỉ cần cắm vào điện lưới đây anh em, rất đơn giản là đèn nó hoạt động. Anh em cứ khi mà anh em mà cắm cái đèn này, anh em tắt tất cả các điện đi, bóng điện đi, để cho mình cái đèn này nó hoạt động, mình ánh sáng nó thì nó sẽ hút muỗi nhanh hơn anh em nhé. Khi anh em bật điện nó vẫn bắt được nhưng nó sẽ bắt được chậm hơn anh em. Đây mình sẽ rút thử phích ra cho anh em. Đấy, cứ phích ra là muỗi chỉ còn lác đác một hai con nó có thể ra được thôi, còn đâu là bị giữ lại hết bên trong. Đấy, anh em mình sẽ sâu lại vào bên trong này. Đấy, sau khi tắt đèn này là muỗi nó sẽ bay vì bên trong này. Nó sẽ muỗi nó sẽ bay hoạt động nhanh hơn là khi mà bật đèn anh nhé, khi mà cắm điện ấy. Rất nhiều muỗi bên trong rồi, quá khủng khiếp. Con đèn bắt muỗi này độ bền với cái đèn này nó khoảng tầm 6-7 năm anh em nhé, được bảo hành 1 năm khi mà anh em mua đèn bắt muỗi của mình nhé. Đấy, một cái đèn bắt muỗi vô cùng hiệu quả này mình cung cấp đến anh em giá là 380.000 nha anh em nhé. Được tặng kèm hai gói thuốc diệt gián này và một nọ thuốc diệt kiến này anh em. Cái gói thuốc diệt gián này thì dùng cực kỳ hiệu quả anh em nhé. Thứ nhất là anh em có thể pha với nước đường, anh em đổ ra những cái đĩa, anh em đặt vào những nơi gián ẩn nấp thì sáng hôm sau gián sẽ ăn và sẽ bò ra và chết rất nhiều đây anh em, như anh em có thể thấy trong video. Còn cách thứ hai là anh em có thể đổ vào trong cái chai có cái vỏ nhọn như trong video đây anh em, sau đó anh em xịt vào những cái chỗ gián ẩn nấp thì 5 phút sau nó sẽ chạy ra, nó chết sạch. Cách thứ hai này là hiệu quả toàn diện nhất anh em nhé và nhanh nhất, thì mình khuyên anh em nên dùng theo cách thứ hai là nó sẽ toàn diện hơn. Còn cái nọ thuốc diệt kiến này thì anh em đừng coi thường nhé, nọ này là nọ thuốc diệt kiến tận gốc đây anh em. Anh em mà thấy những cái đàn kiến nào mà nó bò trong nhà ấy, anh em nhỏ vài giọt vào những cái đường mà nó đi di chuyển ấy, thì chỉ cần nửa tiếng đến một tiếng sau là kiến nó sẽ vãn dần và một ngày sau là kiến sẽ bị tiêu diệt toàn bộ cả tổ anh em nhé. Đây như anh em có thể thấy trong video đây, cực kỳ hiệu quả nhé. Đấy, như vậy là vừa xong mình đã giới thiệu với anh em cái đèn bắt muỗi vô cùng hiệu quả. Anh em mua đèn bắt muỗi còn diệt được thêm cả kiến và gián anh em nhé. Đấy, một phát ăn ba luôn. Đấy, nếu anh em có nhu cầu đặt mua cái đèn bắt muỗi này thì hãy liên hệ mình theo cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem video mình nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. See you again.